Chào buổi sáng vui vẻ nha con gái. Xin chào cả nhà, thì hôm nay mình tập cho bé cuốn bị ghẻ ăn thức ăn viên. Thì thức ăn viên này lỗ khác còn miếng à. Dặn thức ăn này về lỗ xịn á. Nó thì có mấy cô ở nước ngoài gửi. Dứt đây. Bé cuốn ăn rất là ngấu nghiến mọi người. Và cái vết thương hôm nay đã đỡ được nhiều rồi nè, khô rồi nè. Hổm lên là bé bị còn bị rỉ huyết tương ra. Nó thì giờ nè các bạn, khô rồi nè. Rồi, vừa ăn mà vừa ẹo, vừa ưỡng. Sáng giờ không kịp tập thể dục, giờ này tôi ra mới tập thể dục rồi ha. Ăn đi con. Rồi uống nước đi con. Rồi cái cổ lở lét, rồi cái dấu cũ các bạn thấy cái dấu thẹo cũ không? Là cái dây nó làm phiết á. Mấy con ruồi này thấy ghét. Da của bé bị ghẻ, bị dãy nến hay sừng rồi mọi người. Nó rụng lông hết ráo mà nó khô khô mà nó bong bong, nó sần nè. Hết rồi hả? Hết là cho miếng nữa nè. Đó thôi đủ rồi. Ăn đây con, tiếp tục. Đó, nước hà nè, ăn uống đi.
Ngán nè hả? Ngán nè, ngán thì lát đói lại nữa nha con. Nói chung bé này mình đang cách ly mọi người, để chừng nào bé khỏe mới cho chơi chung mấy đứa kia. Đó. Gần 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 gần. Nó dặn kem nghiên cứu mọi người ơi. Đó mẹ mặt nữa kìa. Sáng mình quay cho mọi người xem chút. Vậy á gì? Nói gì nói đi. Ra đây chơi không? Ở đó đây. Con bị bệnh mà con ra đây con lây mấy em đó. Nhà mặt à, là cái lý không? Rồi, thôi xin dừng video tại đây mọi người ơi. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Đó thì nhà mình sáng vậy đó. Đó thì ra cho tụi nó ăn uống rồi xong. Dọn vệ sinh xong rồi mình đi lộng chuyện. Các mọi người xem nhớ chia sẻ video và bấm cho mình một like nha mọi người, để cho kênh mình phát triển nha mọi người. Thôi xin chào.